gia cố mút vào bình phần 2. Với những cái bình mà cần nhiều mút hơn thì mình phải ghép hai cục mút lại, ấn nó vào trong cái miền giỏ để mình lấy dấu, dùng dao cắt bớt những cái phần mút thừa, rồi lót một cái tấm ni lông trên cái bề mặt giỏ. Sau đó thì mình xếp mút vào, rồi mình cũng dùng que tre tấn lên hai mặt trên của mút, rồi dùng dây ni lông sẵn có mình siết chặt lại. Còn với những cái bình poly mà có quai á, thì cách lấy dấu là tương tự như ở trên. Nhưng mà những cái bình này thì nó không có dây ni lông sẵn đâu, nên mình phải gia cố nó bằng băng keo. Mình tận dụng cái miệng bình để giữ băng keo, vừa quấn vừa kéo giãn để băng keo nó dính chắc hơn. À, còn với bình thủy tinh á, thì mình hay dùng ni lông trong veo á, mình vò nát lại, mình nhét vào bình, rồi khi mà mình cho nước vào á, nhìn nó giống như thạch vậy đó. Sau khi mình lấy dấu cho số cắm hoa rồi, thì mình dùng ni lông á, bọc lót ở miệng bình để giữ nước cho cái cục mút và làm những cái vùn mút đó, nó không rớt xuống bên dưới dơ cái bình hoa của mình nha. Còn cách gia cố mút thì tương tự như trên nha. Tới cái bình poly này nè, nó to đùng cắm rất là nhiều hoa, nên tụi mình nó dùng nguyên hai cục mút luôn. Mình dùng ni lông để mình bọc mút giữ nước, rồi mình cắt thêm lưới sắt để mình ốp ở bên ngoài. Như vậy sẽ giúp cho những cái cành hoa sau khi cắm nó không có bị lung lay, nó ít bị xê dịch hơn, rồi còn hạn chế bị bể mút nữa. Còn cái cách mà gia cố mút thì tương tự như những cái hướng dẫn ở trên mọi người nhé. Chừng này mẫu là tha hồ thiết kế luôn mọi người nha. Chúc mọi người một ngày lễ 8/3 thật là thành công nha.